Người mà đi ra khỏi nhà này không phải là bác Hồng mà là tụi bay đó. Và tôi cũng tuyên bố luôn nghe chưa, tất cả những tài sản của tôi sẽ để lại cho Minh Trường và Quỳnh Châu. Hai người không có đồng bạc các bạn hết biết. Nội, nghĩ mà nội tự làm vậy con lại nội. Nội, nội. Má, má. Bây giờ nội phải đuổi cái bác Hồng này đi. Nội, bây giờ nội chọn đi. Bây giờ một là anh em tụi con đi, ba mẹ đi, cả nhà này cũng đi hết. Hay là bác ở đây đi. Đúng. Bác ở lại, tụi bay đi. Đây là khách của tao, tao chọn rồi đó. Trời ơi, bác ơi, gia đình nhà này xào xáo rồi mà bác vẫn không đi luôn. Nè 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 nè, cho bác nói mấy đứa nhỏ nghe nè. Ý bác á, là không có phải muốn ở đây, đó là theo lời yêu cầu của bà nội con. Tụi con muốn nói gì là nói bà nội. Con không nghĩ bác lì vậy luôn. Tụi con nói tới như vậy rồi bác không chịu đi nữa. Thiệt nội, vẫn thử giùm tụi con đi. Nè, bác đã xách vali ra rồi. Nhưng mà bà nội con kéo vali lại biểu phải ở đây. Bác đâu có muốn làm phận lòng người lớn tuổi đâu. Nãy giờ tao thấy tụi bay quá lắm rồi nha. Bây giờ nè, nội nói lần cuối. Người mà đi ra khỏi nhà này không phải là bác Hồng mà là tụi bay đó. Và tôi cũng tuyên bố luôn nghe chưa, tất cả những tài sản của tôi sẽ để lại cho Minh Trường và Quỳnh Châu. Hai người không có đồng bạc các bạn hết biết. Nội, suy nghĩ mà nội tự làm vậy con lại nội. Nội, nội. Má, má. Sao tự nhiên má cười lớn quá vậy? Ủa má cười đó hả? Dạ xin lỗi bác. Biết sao không, ăn cơm mà tự nhiên má nhớ lại hồi tối má coi hài á. Trời ơi, cái gì hài nó vui mà má cười quá trời cười, bây giờ nhớ lại còn cười. Xin lỗi mọi người. Trời ơi bác đây cũng vui tánh quá. Trời ơi bác nó coi hài á. Con thích hài lắm á. Bữa nào á con với bác coi mấy cái clip hài bên phòng con nha. Con mở cho bác coi. Coi chung quá hả? Dạ, bác qua phòng con, bác với con cùng coi. Cười vậy đó. Nó cười giống cô Hồng ghê chưa? À. Ngọc Cát nó có thứ hài lắm đó. Dạ. Bữa nào qua phòng nó coi hài. Bác chơi với con nghe. Nội nói như vậy là coi như là con không có thiếu hài gì. Con không cần hài. Tại vì sao? Dạ. Con đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, vậy là quá đủ rồi. Nội nói vậy đi con chịu. Nhưng mà cũng từ ngày mà có bác Hồng dạy dỗ con á, con thấy là con khác dữ lắm. Rồi cái mọi người khen con thích lắm. Bác làm con thay đổi hả? Dạ đúng rồi bác. Từ ngày có bác nè, bác dạy dỗ con nè, con chăm chỉ hơn nè. Rồi con biết chí thú làm ăn hơn nè, cho nên là ba mẹ con cũng vui lòng, bà nội cũng vui lòng. Nội chúc mừng con nha. Dạ. Châu! Cái gì? Con phải không? Má! Sao má lớn tiếng vậy? Sao má nạt con? Quên. Ăn trong mâm cơm mà má. Quên. Trời ơi! Anh nhớ rồi! Nhớ rồi! Dạ. Bữa nay con nấu không? Hèn chị nó mặn chát, ăn cũng ngon miệng chị trơn rồi. Con hư lắm nghe. Tôi nấu đó. Tôi nấu những món mà cô Hồng thích ăn đó. Ủa vậy? Chắc là bây giờ là tôi già rồi, cho nên tôi dụng đường nấu ăn để cho khách phải chê như vậy hả? Dạ xin lỗi bác, ý con không phải vậy. Tại vì con đang ăn kiểu heo thì đó, rồi cho nên bữa nay con ăn thử thì mặn, con tưởng là châu nó nấu. Ủa? Ý con nói là gia đình tôi nấu đồ ăn không có tươi hả? Có. Không, tươi ngon heo thì đó. Dạ. Và những bữa ăn tôi cũng nêm nếm theo heo thì đó. Ồ, không ngờ lại là không vừa miệng cô mà lại chê gia đình tôi không heo thì. Thôi mọi người ăn cơm nha, chứ mặt tôi quạ mà ngồi đây vậy á mấy người ăn cũng không vui đâu. Tôi xin phép tôi no rồi. Nội để con đưa lên. Dạ bác với mọi người ăn tự nhiên nha. Nội. Dạ bác cứ coi đây như là gia đình mình đi, cứ ăn tự nhiên. Con lên với nội nha. Dạ. Nội ơi, nội ăn bún bò không nội? Ê nói nghe nè. Dạ. Bà nội chồng con ngộ thiệt á. Má để ý nha, lần nào tới mâm cơm ăn á hả, là bà nói này nói nọ cái bà bỏ lên phòng, bà không ăn bà lấy gì bà sống. Vậy mà bà nội vẫn khỏe đó, má thấy đó. Ê, có phải là con không? Hả? Tại sao mấy đứa nhỏ này nó thay đổi 180 độ? Con nói cái gì nè đúng không?
Trời đất ơi, con có nói cái gì đâu. Con thề với má là con không có nói gì tới tụi nó hết trơn hết á. Vậy sao tụi nó thay đổi? Trời ơi, con thề mà má không tin nữa hả? Cái chuyện giữa má với bà nội thỏa thuận sao á, là con không có dính líu gì á, chỉ có hai người biết thôi à. Sao kỳ vậy ta?